quý vị và các bạn, khi thị trường xuất khẩu gặp khó, đơn hàng vẫn trong đà giảm và khó đoán định, thì đầu tư trở lại để khai thác sức mua từ thị trường trong nước với 100 triệu dân là đường tiến cho nhiều doanh nghiệp. Khai thác tốt thị trường trong nước là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp có thêm dư địa, duy trì được tăng trưởng trong dài hạn. Là một doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia về dinh dưỡng 6 năm liên tiếp, doanh nghiệp này không ngừng đầu tư vào quy trình sản xuất hiện đại, ứng dụng các nghiên cứu khoa học tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Các sản phẩm dinh dưỡng y học đã phải cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu trong và ngoài nước. Đặc biệt, cơn bão Covid-19 đã khiến cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, trở ngại. Nhận thấy những tiềm năng của thị trường hàng nội địa, doanh nghiệp này đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng và có những bước chuyển mình đầy mạnh mẽ, nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch để khai thác thị trường nội địa đầy tiềm năng này. Đứng vững được cái thị trường nội địa chúng tôi đã xây dựng từ nhiều năm nay, tức là việc đầu tiên là tìm hiểu được các cái nhu cầu của thị trường nội địa. Thì chúng tôi luôn quan tâm đến cơ cấu dân số để xác định luôn là cái khách hàng mục tiêu của chúng ta trong giai đoạn này là cái phân khúc nhóm khách hàng nào. Ngoài ra thì chúng tôi tập trung phát triển các cái năng lực để mà phát triển được các cái sản phẩm cho riêng mình, bởi vì là cái cách tốt nhất để mà giữ được cái thị trường nội địa là đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Và chúng tôi cũng đã tự phát triển các cái tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm dinh dưỡng dành cho các cái người ăn kiêng. Đấy là một cái xu thế lớn mà thị trường nội địa cũng bắt đầu xuất hiện. Với lợi thế chiều dài bờ biển hơn 3.200 km, diện tích có tiềm năng cho trồng rong biển ở Việt Nam vào khoảng 900.000 ha. Nhận thấy rong biển ở Khánh Hòa có chứa nhiều vitamin, protein, nguyên tố đa vi lượng, chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe, chị Hiền đã tạo ra các sản phẩm từ rong biển, chế biến rong biển thành những món ăn có giá trị. Hiện nay hầu hết các sản phẩm rong biển của chị đều được thị trường trong nước đón nhận tích cực. Người Việt mình thì mới bắt đầu biết đến rong nho từ những năm 2015, 16 thì em mong muốn là cái rong nho nó sẽ đến tay người Việt, ưu tiên cho người Việt mình. Người Việt mình phải ai cũng biết đến rong nho và nhà nhà phải biết đến rong nho và đưa rong nho vào bữa ăn hàng ngày các gia đình người Việt. Nó sẽ giúp cho cơ thể và nhất là tiêu hóa trẻ em, biếng ăn, bà mẹ mang thai, người già, những người có bệnh tiểu đường, mỡ máu và huyết áp rất tốt. Có thể nói nhiều doanh nghiệp đã thành công với việc quay lại thị trường nội địa. Trong bối cảnh xuất khẩu đang gặp khó khăn chung thì thị trường nội địa được đánh giá là trụ đỡ cho nền kinh tế khi tăng trưởng tương đối ổn định trong thời gian qua. Đặc biệt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 đạt tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm từ 2015 trở lại đây. Đây là tín hiệu rất đáng mừng khi công tác triển khai các giải pháp tăng trưởng cho thị trường nội địa, kết nối hàng hóa tại thị trường trong nước phục vụ người dân. Các chương trình an sinh xã hội đã phát huy hiệu quả. Thị trường nội địa luôn luôn là bệ đỡ, bình ổn nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam trong mọi tình huống, kể cả những lúc gặp khó khăn nhất đối với thị trường xuất khẩu thì đều có thể quay về thị trường trong nước để tìm được phân khúc của mình và qua đó xây dựng được cái mạng lưới phân phối cũng như những cái bạn hàng truyền thống phục vụ cho 100 triệu người dân trong nước là một cái thị trường hết sức quan trọng. Và đặc biệt năm 2023 này, chính phủ cũng đã nhấn mạnh vào việc là tiếp tục đẩy mạnh cái việc phát triển thị trường trong nước đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng thị trường trong nước thì cần phải được đẩy mạnh hơn nữa bằng những cái chương trình kích cầu một cách hiệu quả, một cách thiết thực để đẩy mạnh được cái việc tiêu thụ hàng hóa phù hợp với nhu cầu của người dân. Theo các chuyên gia, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã giúp hàng Việt ngày càng có sự lan tỏa, được người tiêu dùng cả nước biết đến và hưởng ứng tích cực. Điều dễ nhận thấy là tỷ lệ hàng hóa sản xuất trong nước có mặt trong hệ thống phân phối tăng cao. Đông đảo người tiêu dùng lựa chọn tin tưởng hàng Việt, nhất là đối với phân khúc hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong đó, siêu thị chính là kênh quảng bá, xúc tiến thương mại quan trọng, đưa các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.